mình sẽ bắt đầu cái bài thi bình thường thôi. Rồi, nhắn nha. Mục tiêu là thứ nhất là trình bày được các kỹ thuật chụp CT, thứ hai là nhận biết được các mức để mẫu lên CT, và mục tiêu thứ ba rất là quan trọng là sau khi học bài này thì đưa một cái phim CT bình thường thì các chị có đọc được và nhận diện nó đúng là bình thường hay không bình thường. Và cái chuyện đọc được một cái CT bình thường không phải là đơn giản, tại vì nó đòi hỏi cái chị phải nhớ hết tất cả cấu trúc dễ mẫu để nắm được mục tiêu số 2 ha. Và để biết được cái phim nó có bình thường hay không thì cần phải biết qua về kỹ thuật chụp, đó là mục tiêu số 1. Như vậy thì mình sẽ đi lần lượt từ mục tiêu 1. Và bài hôm nay thì tương đối là ngắn nhưng mà đòi hỏi về nhà mình phải học bài rất là nhiều. Thì như vậy nội dung cũng có 3 phần: kỹ thuật, giải phẫu và các bước đầu. Về kỹ thuật thì nhìn chung kỹ thuật chụp CT ngực tương đối đơn giản hơn so với các cơ quan khác, bao gồm thứ nhất là CT ngực thường quy, tức là bệnh nhân khi có phát hiện bất thường trên X quang hoặc là dùng để đánh giá giai đoạn ung thư phổi hoặc là theo dõi những năm phổi hoặc là có bất thường về màng phổi, trung thất, v.v. thì ta cho chỉ định chụp CT ngực. Thì đó là không có chỉ định gì đặc biệt thì mình sẽ chụp cái protocol chụp thường quy. Và sau khi chụp cái thì không thuốc xong thì mình sẽ quyết định là cái ca này là có cần phải tiêm thuốc cản quang hay không, thì đó là cái kỹ thuật chụp thường quy. Tất cả các đa số trường hợp thì mình sẽ sử dụng cái kỹ thuật này. Kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật CT độ phân giải cao, tức là viết tắt của HLCT, và sau này các chị sẽ có một cái bài học về cái phân tích các bệnh lý trên HLCT. Thì cái CT độ phân giải cao này có cái ưu điểm là sẽ cho cái hình ảnh của mạch máu, rồi phế quản, rồi đường dẫn khí, mô kẽ, vân vân, là những cái cấu trúc mà nhỏ. Mà với cái độ phân giải cao thì như vậy sẽ chủ yếu sẽ đánh giá được những cái bệnh lý liên quan đến mô kẽ và những bệnh lý của đường dẫn khí nhỏ, tắc nghẽn của đường khí nhỏ. Thì cái cách nhận dạng một cái phim CT mà độ đi giải cao là các chị sẽ thấy được so với một cái cửa sổ phổi thông thường ha, mình tái tạo ra thì mình sẽ thấy là cái bờ của tổn thương nó rõ ràng sắc nét. Cái hai là các mạch máu này, cái đây nó hơi nhẹ hơn, và cái đậm độ của mô phổi là sáng, còn bên đây nó hơi mờ nhẹ hơn. Và đặc biệt là mình sẽ thấy rõ nét được những cái nhánh cái phế quản rất là nhỏ, những cái đoạn rất là nhỏ đi kèm với mạch máu. Thì so với mình bên đây thì cái độ phân giải nó kém hơn, mình không thấy rõ. Về chỉ định chụp hay là CT thì khi thấy cái tổn thương lan tỏa, mô kẽ lan tỏa ở trên X quang hoặc là trên những X quang mình không thấy gì bất thường nhưng bệnh nhân có rối loạn cái test mà chức năng hô hấp thì bên phòng hô hấp người ta sẽ yêu cầu chụp cái hay là CT để đánh giá cái bệnh lý đường dẫn khí nhỏ mà trên X quang có thể không thấy được. Và đối với những bệnh nhân được chẩn đoán là bệnh lý phổi lan tỏa thì cái HLCT là cái phương tiện đánh giá đầu tay bắt buộc phải chụp. Đối với những nốt phổi đơn độc thì đối với nốt phổi đơn độc thì hiện nay có nhiều kỹ thuật chụp không nhất thiết cái HLCT nhưng nó là một trong những chỉ định. Nốt phổi đơn độc thì chụp cái kỹ thuật thường quy và lát cắt mỏng là đủ để đánh giá. Còn để theo dõi nó có lên đầu thì hiện nay có cái kỹ thuật và liều thấp low CT, thì cái đó là thế giới người ta đang sử dụng. Rồi những cái bệnh phổi mô kẽ, bệnh phổi mô kẽ đang diễn tiến hoặc là phổi sơ cũ thì cũng có chỉ định chụp CT để đánh giá cái mức độ tổn thương phổi, bệnh nhân ho ra máu hoặc là những cái chỉ định như là hướng dẫn sinh lý để theo dõi một số những cái mô phổi khác. Thì cái chỉ định nó khá là rộng ha, nhưng mình biết là chủ yếu là nó sẽ cái ưu thế của nó là những cái đường dẫn khí nhỏ và bệnh lý của mô kẽ. Về CT liều thấp thì với cái liều bức xạ nó sẽ thấp hơn cái CT thường quy thông thường thế này,
mình đã nói là từ 30 đến 50%. Thì cái tỷ lệ CT đều thấp hiện nay, trong chẩn đoán hàng ngày thì mình chưa thấy ứng dụng nhiều rộng rãi, nhưng mà ở các nước đang phát triển đã triển rồi thì người ta dùng để tầm soát ung thư phổi trên những cái bệnh nhân mà được đánh giá là có yếu tố nguy cơ. Thì như cái này nó vẫn còn đang là nghiên cứu, cũng chưa có một cái ứng dụng cụ thể rõ ràng ở Việt Nam, hoặc là để theo dõi bệnh lý nhiễm trùng sau ghép phổi hoặc là di căn phổi, thì nhằm mục đích là giảm liều tiên cho bệnh nhân. Thì nhận diện một cái phim mà có CT liều thấp là cái tổn thương mình cần đánh giá ở đây là người ta lấy ví dụ cái nốt phổi, người ta theo dõi cái nốt phổi đơn độc, thì cái này là cái CT ban đầu. Thì sau đó người ta theo dõi thì người ta dùng cái low dose CT, tại vì những cái nốt phổi này là phải theo dõi rất là nhiều, chụp nhiều lần, thì chụp cái low dose để mà giảm cái liều tiên cho bệnh nhân. Thì cái hình ảnh của cái phim mà low dose CT á, thì cái hình ảnh cái độ phân giải nó kém hơn, cái nhu mô phổi xung quanh nó sẽ mờ hơn, rồi cái tổn thương thì vẫn không có thay đổi gì so với cái hình và cái chuẩn CT chuẩn. Và một số trường hợp mà di căn phổi thì người ta cũng có thể sử dụng cái kỹ thuật này để theo dõi, tại vì những bệnh nhân di căn là cái gì đã biết là phải chụp đi chụp lại rất là nhiều lần, thì sẽ giảm cái nguy cơ nhiễm liều tiên cho bệnh nhân. Và cái kỹ thuật tiếp theo là chụp CT mạch máu. Thì ở cái phần lồng ngực thì có hai cái mạch máu là động mạch phổi và động mạch chủ, chụp ở hai kỹ thuật khác nhau. Với cái kỹ thuật chụp động mạch phổi, đa phần là khi nhìn lâm sàng chẩn đoán là tim tắc phổi ở người lớn, còn ngoài ra kỹ thuật chụp động mạch phổi còn có thể sử dụng trong những trường hợp bệnh lý tim bẩm sinh cần đánh giá động mạch phổi, hoặc là nghi ngờ mấy cái dị dạng mạch máu thì vẫn có thể chụp. Còn CT động mạch chủ thì trong những trường hợp mà nghi ngờ có bệnh lý của động mạch chủ, ví dụ như phình, phóng tắc hoặc là trong chấn thương, thì chụp thì động mạch chủ. Thì mình biết rằng cái chụp CT động mạch phổi, cái thì động mạch phổi nó sẽ sớm hơn động mạch chủ. Và nếu như mà những cái bây giờ chụp kỹ thuật mạch máu thì nó có nhiều kỹ thuật về bên kỹ thuật, thì nếu mà để thông thường nó để cái thời gian delay thì cái động mạch phổi nó sẽ sớm hơn, nó khoảng 10 cho đến 17 giây, còn cái thì động mạch chủ thì nó sẽ muộn hơn. Nhưng mà nếu mà chụp bằng kỹ thuật mà đặt roi ở vị trí của cái động mạch để mà đến cái ngưỡng 150 hao siêu đến 200 hao siêu, thì mấy cái từ lồng chụp á, thì người ta sẽ đặt ở này là ở trong động mạch phổi. Cái kỹ thuật chụp đó thì nó là không có để delay, là máy nó sẽ tự động khi mà cái nồng độ thuốc cản quang trong động mạch phổi nó đạt lên cái 150 đơn vị hao siêu thì nó sẽ tự động chụp. Thì đó là để cái kỹ thuật này nó sẽ đặt ở cái phần động mạch phổi, còn ở đây nó đặt ở cái ngoài động mạch chủ. Thì cái kỹ thuật như vậy, vậy đó là về kỹ thuật. Còn về nhận diện hình ảnh thì các bạn mình sẽ thấy là mình nhớ lại cái khi mà tiêm thuốc cản quang vào thì tiêm mạch cánh tay sẽ đi vào các tĩnh mạch cánh tay ha, đi vào xong đến cái tĩnh mạch thân cánh tay đầu hai bên, nó sẽ đổ vào cái tĩnh mạch trên, đúng không? Rồi từ đây là cái tĩnh mạch trên, nó sẽ đi xuống nhĩ phải rồi xuống mắt phải, rồi từ mắt phải nó mới bơm máu lên động mạch chủ, xin lỗi, động mạch phổi, rồi sau đó là tuần hoàn phổi, xong rồi đến mới đến cái động mạch chủ. Thì như vậy thì động mạch phổi sẽ xuất hiện sớm hơn. Và một cái phim mình nhận dạng chụp đúng thì động mạch phổi sẽ có mức cản quang lấp đầy và đậm độ cao, trong khi động mạch chủ thì cái mức cản quang chưa có. Thì như vậy mới là đúng. Thì trong sách vở người ta đều nói là khi mà chụp đúng thì động mạch phổi thì mình sẽ chẩn đoán được cái huyết khối động mạch phổi sẽ dễ dàng và rõ ràng hơn. Còn trong trường hợp chụp nó muộn hơn một chút thì mình nhìn cái hình số 2 thì lúc đó là cái động mạch phổi, cái đậm độ trong động mạch phổi nó sẽ giảm xuống ha, rồi trong động mạch chủ nó tăng lên. Thì trong trường hợp này mình cũng chẩn đoán được những cái chứng lớn,
còn những cái nhánh xa ở ngoại biên thì lúc đó là cái đậm độ trong cái nhánh xa nó sẽ giảm, nhưng mà vậy là mình không biết đó là tình ảnh tiếp thuốc thực sự hay là do cái thuốc cảm quan nó đã đi ra khỏi trong mắt phổi rồi. Thì như vậy trên hình số 1 là hình này chụp đúng optimal ha, còn cái hình số 2 là chụp trễ. Như vậy còn cái hình hai cái hình số 3 này, mấy anh chị có thấy cái gì nó mâu thuẫn ở đây không? Ở đây là cùng chỗ mình là động mạch phổi, thấy là động mạch phổi là cái cảm quan nó kém không, trong khi động mạch chủ là bắt thuốc này. Đó, nó có hai hình này là một hai nó cắt kế tiếp nhau. Thì như vậy thì nhìn như này giống như là đã chụp muộn đúng không? Chụp muộn. Tại vì hôm bữa thực tế là tôi đã có gặp một ca và cái ca này gặp ở bên bệnh viện Chợ Rẫy, thì lúc đó có qua hỏi lại các anh kỹ thuật viên thì mấy anh nói là kiểm tra lại cái quy trình thì đặt cái vị trí rồi là đúng hết, thì thời gian đúng hết, không có gì sai hết, không hiểu tại sao nó lại ra cái tình trạng như vậy. Thì tôi tình cờ phát hiện được là có một cái bài họ nói về cái nguyên nhân này, thì tôi cũng chia sẻ luôn cho mấy chị. Mấy chị thấy có gì mâu thuẫn giữa hai cái hình này với cái hình này không? Thì lúc đó thì lúc trước thì lúc tôi gặp thì tôi cũng không biết tại sao, tôi nghĩ là cái nguyên trực tay hay gì đó thôi. Mà nó khác nhau cái gì? Nó khác nhau là cái nó giống nhau là động mạch chủ đậm độ cao hơn so với động mạch phổi đúng không? Nhìn thì mình nghĩ đó là chật buồn, nhưng mà thực ra phía bên phải là không buồn, tại vì cái thuốc vẫn còn trong tĩnh mạch chủ trên. Thì lúc đó là thuốc vừa vào từ tĩnh mạch chủ trên, nếu mà thì buồn rồi tĩnh mạch chủ trên nó sẽ giảm, đậm độ nó sẽ giảm, nó không như đó giảm thấp xuống luôn. Thì bây giờ đậm độ nó vẫn cao so với cái động mạch chủ, có nghĩa là nó sẽ buồn lắm. Thì lúc đó thì tôi không biết, nhưng mà bây giờ thì ở trong cái bài này tôi khuyên cái đại của tiếng Anh người ta giải thích, thì chị chịu gặp có thể dạy đọc thêm, là người ta giải thích rằng khi mà chụp, đặc biệt là trước khi chụp cái CT động mạch phổi, người ta hướng dẫn bệnh nhân là khi bảo mắt vào thì bệnh nhân hít từ từ và nhẹ hơn ha. Rồi trong trường hợp là những cái trường hợp mà bệnh nhân thường bệnh nhân trẻ tuổi á, là bệnh nhân hít sâu rất sâu, thì lúc đó cái hiện tượng này nó sẽ xảy ra, gọi là cái hiện tượng mà gián đoạn thuốc cảm quan tạm thời á, là người ta bảo rằng khi bệnh nhân hít quá sâu thì cái khi mà mình tiêm thuốc thì thuốc vào tĩnh mạch chủ trên ở đây là có cảm quan, nhưng mà tĩnh mạch chủ dưới là không có cảm quan, thì máu từ tĩnh mạch chủ dưới nó sẽ về đến cái tim bị phải luôn, nó sẽ đột lẫn với cái máu có cảm quan. Như vậy nồng độ thuốc cảm quan lúc đó xuống của cái nhĩ phải và thất phải nó sẽ giảm thấp hẳn hơn so với cái thuốc cảm quan thực sự có trong cái tĩnh mạch chủ trên. Và lúc đó thì khi mà bơm lên, mặc dù đúng thời gian sớm, nhưng mà cái nồng độ thuốc cảm quan trong động mạch phổi nó vẫn thấp ha. Thì đó người ta giải thích cái hiện tượng đó là như vậy. Thì để cái này sẽ dạy bảo lại cho mấy anh viên bên Chợ Rẫy để các anh biết là có trường hợp đó xảy ra, tại vì bên đó đã sử dụng rồi. Lúc đó thì cho chụp lại, tôi cũng không biết tại sao, nhưng mà cứ cho chụp lại. Rồi, một cái kỹ thuật tiếp theo là chụp thị tĩnh mạch. Thì thực tế đi làm đó thì vẫn có những cái sự tranh cãi, là ví dụ như bây giờ tổn thương khi nào mình chụp thì động mạch chủ, động mạch phổi thì rõ ràng rồi. Còn với một cái CT ngực thường quy là tổn thương của nhu mô phổi trung thất vân vân, thì người nên chụp thì nào, tức là thì động mạch phụng hay là thì tĩnh mạch. Và cái trong sách thì người ta cũng nói là thì tĩnh mạch được ứng dụng là với thời gian là khoảng 90 giây, thì là 90 giây thì chỉ định trong trường hợp mà có bất thường nghi ngờ có huyết khối tĩnh mạch, dù tĩnh mạch chủ trên hoặc là các tĩnh mạch và vùng cổ như là tĩnh mạch cẳng hoặc tĩnh mạch dưới đòn vân vân. Rồi hội chứng tĩnh mạch chủ trên nghĩa là bệnh nhân có phù ẩm khoét ha, thì khi mà tắc tĩnh mạch chủ trên thì chụp thì tĩnh mạch, hoặc là bất thường dị dạng mạch máu thì có thì tĩnh mạch, để phát hiện ra những cái dị dạng.
Rồi trong cái bài này thì người ta cũng nói là một cái CT ngực có thêm thuốc cản quang thường quy, tức là không phải là có nghi ngờ bất thường ở mặt, thì trong đó thì cứ vô vô và mình cảm thấy là bệnh nhân có chỉ định cần thêm thuốc thì mình nên tiêm thì nào. Thì vấn đề này thì rất là nhiều cái nguồn tài liệu khác nhau, người ta đưa ra những cái protocol chụp khác nhau. Một số thì cho chụp thì động mạch buồn, cái đó là tôi không nói ai đúng hay sai. Và một số thì cho chụp thì động mạch buồn, nhưng mà một số thì cho chụp thì tĩnh mạch, ngay cả ở một bệnh viện của mình cũng có những cái trường phái khác nhau, và ở trong sách vở người ta cũng có những trường phái khác nhau. Nhưng cá nhân tôi thì nói cá nhân tôi nhận thấy rằng ngay cả cái bài này người ta đưa lên mạng thì mình thấy rõ ràng đây là không phải là thì động mạch buồn nữa ha, thì nó đã qua thì tĩnh mạch rồi. Và khi thì tĩnh mạch thì mình sẽ có được ưu điểm là các cái phần phổi xẹp và phần cái phần trong mạch phổi, ngay cả những cái nhu mô phổi thì lúc đó nó đã bắt thuốc khá là nhiều, và giúp mình phân biệt được các tổn thương với nhau dễ hơn là thì động mạch là buồn. Cái thứ hai là khi mà tĩnh mạch nó lên rồi thì những cái nhánh mạch máu ở trong nhu mô phổi mình sẽ dễ dàng phân biệt được đó là mạch máu hay là tổn thương nằm cạnh mạch máu, hoặc là những cái nốt nằm cạnh mạch máu, hoặc là những cái cấu trúc như là hạch, nó có những cái hạch trong phổi. Thì một cái tổn thương đi nặng cái một cái động mạch mà không có bắt thuốc vào thì động mạch sớm thì mình không biết đó là cái tổn thương đó là tĩnh mạch hay là cái nốt phổi. Thì tôi nghĩ là cái ưu thế ưu điểm tôi cũng chọn cái gì này để mà đọc cái kết quả. Còn chỉ sử dụng thì động mạch sớm, tức là động mạch phổi, và động mạch chủ thì khi có chỉ định ha, cái đó thì tùy mỗi người và tùy mỗi cái nơi. Về cái CT thất vào và thở ra ha, cái này mình vẫn thỉnh thoảng có chụp, thì thông thường thì mình sẽ chụp cái thì này thì hít vào giống tiêu chụp quang ngực. Đôi khi thì mình sẽ chụp bệnh nhân nó thì thở ra, thì các chỉ định nó nằm ở đây, tức là khi mà có viêm tiểu phế quản tắc nghẽn hoặc là những cái bệnh lý mà liên quan đến nghi ngờ có tắc nghẽn đường dẫn khí, nghi ngờ có tắc nghẽn đường dẫn khí chẳng hạn như là hen phế quản, rồi những cái trường hợp khiếm khuyết thủng giãn phế quản thì người ta vẫn có thể chụp cái thì này. Và một cái chỉ định nữa không thấy nhắc đến trong cái sách này, nhưng mà ở nhiên cũng phải có là để chẩn đoán nhiễm sụn khí quản ha. Nhiễm sụn khí quản thì người ta sẽ có chụp cái thì thở ra, thì cái phần đó là nó nằm trong cái bệnh lý khí quản. Rồi đó là sơ lược về kỹ thuật, thì các chị chỉ cần nắm nó khá là đơn giản hơn so với cái CT một. Về tất cả các hình ảnh học của tất cả các cơ quan đều có cái ba mặt phẳng này, thì mình nên làm quen mặt cắt ngang, mặt phẳng đứng ngang, mặt phẳng đứng dọc. Thì cái này khi sinh hoạt thì các chị sẽ phải rất là nhiều ha. Axiocoronosito thì mình nên quen với những cái thuật ngữ đó, thì tôi để nguyên tiếng Anh như vậy để các anh chị có học sách thì cũng dễ ha. Hoặc là khi mà đi thực hành thì người ta cũng dùng những cái từ này, ta biết về cái học cách này thì khá là quen thuộc trong giải phẫu rồi, không cần phải nhắc lại. Về cái cửa sổ trên CT ngực thì mình sẽ có ba cửa sổ ha, về cửa sổ trung thất, cửa sổ phổi và cửa sổ xương. Về trên cái cửa sổ trung thất thì mình sẽ nhận thấy rằng sẽ các cấu trúc trung thất thì bao gồm có tim và mạch máu lớn là chủ yếu, thì mình sẽ thấy nó sẽ hiện rõ ha. Còn trong khi trong như đó như mô phổi thì hoàn toàn màu đen hết, không có thấy được các phế quản hoặc là những cái khí ở trong như mô phổi. Đó là cửa sổ, thì mình quen với cái thuật ngữ này, có người thì dùng cửa sổ trung thất, có người dùng cửa sổ mô mềm. Còn đây là cửa sổ phổi, mà có người gặp là cửa sổ nhu mô. Thì nhu mô phổi thì mình sẽ thấy rất là rõ ha, bao gồm các nhánh phế quản, mạch máu và cái nang nó có cái đặc độ khí ở trong. Rồi tiếp theo là cái cửa sổ mà luôn luôn phải quan sát, đó là cửa sổ xương. Thì trên này
Thế chị thấy là cái cơ sở cung cấp mình vẫn thấy được cái xương đúng phải không thấy đúng không? Nhưng mà cái xương này là thấy cái đậm độ đó là đang đậm độ rộng nhất. Nhưng khác cái cửa sổ xương là chị sẽ thấy được cái cỏ xương hay là cái quan tủy ở trong là nó sẽ có cái đậm độ thấp hơn. Như vậy thì nhìn trên đây mình cũng phân biệt được đâu là cửa sổ xương và đâu là cửa sổ thấp. Trên cửa sổ trung thấp mình cũng đánh giá được cái vỉ xương nếu mà lớn ha. Nhưng khi mà thấy bất thường trên đây nên mở cửa sổ xương để khảo sát thêm. Người đậm độ, đậm độ thì chung là mình sẽ có đậm độ của xương mô mềm, nước, mỡ, đậm độ của khí, của mô phổi và của khí. Thì về đậm độ của cái chỉ lưu ý cái đậm độ của mỡ ha, đậm độ của mỡ trên cái cửa sổ trung thấp thì cái cửa sổ đậm độ mỡ của khí thì nó cùng một màu như nhau ha. Và mình muốn phân biệt đó thì một là mình sẽ đo đậm độ mà từ âm 100 đến âm 60 thì là sẽ là mỡ. Nhưng mà có một cách là mình sẽ từ cái cửa sổ trung thấp mình chuyển sang cái cửa sổ phổi, nếu mà là đó là khí thì đó là khi mình chuyển cửa sổ phổi thì nó sẽ có đậm độ thấp tức là màu đen, còn mỡ thì nó sẽ chuyển sang màu xanh. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào giải phẫu. Giải phẫu thứ nhất là giải phẫu về trung thấp. Thì trung thấp là một cái khoang nằm ở giữa hai bên là nhu mô phổi ha. Giới hạn trên của nó là cái lỗ, cái này gọi là lỗ trên phần ngực, là cái từ thuật ngữ trong giải phẫu sử dụng. Nhưng mà còn trong tiếng Anh thì người ta sẽ dùng một trong hai từ này. Hãy nhớ là vì gì nó có cái hội chứng lỗ thoát ngực hay lỗ trên phần ngực á. Khi lâm sàng người ta chẩn đoán cái hội chứng thoracic illness hay là outlet gì đó thì mình biết là ở cái lỗ trên lồng ngực là nó sẽ có bị bất thường, tức là nó sẽ chèn ép vào cái động mạch dưới đòn, động mạch cảnh hoặc là đóng nối cánh tay ở vùng cổ, tức là những cái cấu trúc mạch máu thần kinh và từ vùng cổ nó đi vào lồng ngực qua cái lỗ trên lồng ngực. Thì cái hội chứng đó nguyên nhân rất là nhiều, thì một trong những nguyên nhân mình phải tìm là các cái xương sườn cổ chèn ép mà, hoặc là những cái kỳ đại của cơ của phần chẩn vân vân, hoặc là một cái tổn thương cá chỗ của vùng cổ thì người ta gọi là cái hội chứng này. Rồi giới hạn dưới của cái trung thất là vòng hành, và để cái giải phẫu, để nhớ cái giải phẫu trung thất thì người ta sẽ chia theo cái mặt thẳng ngang từ trên xuống dưới theo từng lát cắt, thì lát cắt trên ngoài mặt chủ và lát cắt ngang ngoài gần ngang cửa sổ cái chủ đi xuống dưới là ngang cái phòng mạch phổi và camina, rồi đến cuối cùng là các lắp cắt qua các buồng tim. Thì cái trung thấp thì chỉ có các buồng tim, mình nhớ các buồng tim có bốn buồng tim và các mạch máu lớn. Thì khi mà nhớ là giải phẫu của cái động mạch và tĩnh mạch vùng cổ thì mình sẽ nhớ cái giải phẫu trung thấp rất là dễ và nhớ cái thứ tự của nó. Thì cái CT là nó lại là cắt ngang qua chỗ này ha. Thì tĩnh mạch, về tĩnh mạch thì các tĩnh mạch ở vùng cổ đi xuống thì có tĩnh mạch đốt sống và tĩnh mạch cảnh trong, tĩnh mạch cảnh ngoài. Mình lưu ý là cái tĩnh mạch nó là cảnh trong cảnh ngoài là hai nhánh đi riêng lẻ với nhau, không có tĩnh mạch cảnh chung. Còn động mạch thì nó có động mạch cảnh chung và sau đó nó mới chia thành hai nhánh là cảnh trong và cảnh ngoài. Tĩnh mạch thì là hai nhánh riêng. Như vậy khi mà đọc mình thấy tĩnh mạch cảnh chung và thấy sai đúng không? Rồi các tĩnh mạch vùng cổ sẽ đổ vào ở bên đây là cái tĩnh mạch dưới đòn, và đổ vào chung bên đây là tĩnh mạch bên cái đầu bên trái, hai bên đây tương tự đổ vào cả hai nhánh này sẽ đổ vào tĩnh mạch vũ trên, và từ tĩnh mạch vũ trên nó đi xuống đổ vào nhĩ phải ha, nhĩ phải xuống mắt phải. Rồi động mạch thì có cái động mạch chủ thì có động mạch vũ lên, rồi đoạn quai, rồi từ sau cái chỗ kia là mạch dưới đầu trở xuống là mạch trụ xuống. Thì tại quai là mạch chủ thì nó sẽ mang nhánh động mạch lớn xuất phát theo thứ tự từ phải sang trái là thân cánh tay đầu, rồi đến cảnh chung và dưới đầu. Như vậy ở lát trên cao hơn thì mình thấy cảnh chung hai bên nó sẽ bị kẹt giữa cái động mạch dưới đầu hai bên. Thì như vậy thì từ trên xuống dưới thì rất là dễ, là mình sẽ có cái các mạch máu. Ở đây mạch máu lớn nhất ở giữa đây là cái khí quản ha.
phía trước khí quản thì mình sẽ có huyết giáp, và khi tiêm thuốc vào thì tuyến giáp nó hấp thuốc rất là mạnh, đậm nhất và mạnh hơn hẳn so với những cái cơ xung quanh, đây là tuyến giáp. Rồi hai bên cái tuyến giáp thì mình sẽ có cái hai cái bó mạch thẳng, đúng không? Thì ở tĩnh mạch thì thường nó to hơn là cái nằm ở bên ngoài, thì cái màu xanh này là hai cái tĩnh mạch cạnh trong. Rồi kế bên và đây là cái động mạch, hai động mạch cạnh chung. Rồi những cái theo thứ tự từ phải sang trái, các bạn nhớ lại cái từ cái quai xuất phát ra, thì động mạch dưới đòn đến cạnh chung bên trái và động mạch, tôi nói đây là cái động mạch dưới đòn, rồi đến đây là cái động mạch dưới đòn bên trái. Rồi lát cắt tiếp theo thì đây là cái chỗ mà cái hai cái động mạch cảnh cảnh chung và động mạch dưới đòn bên phải nhập chung lại thành thân cánh tay đầu, và ba nhánh từ phải sang trái là thân cánh tay đầu, cảnh chung trái và dưới đòn bên trái là ba cái màu đỏ. Rồi hai cái màu xanh này là hai cái tĩnh mạch, đây là tĩnh mạch thân cánh tay đầu bên trái chuẩn bị đổ vào cái cùng với cái tĩnh mạch thân cánh tay đầu bên phải, tập hợp lưu lại với nhau. Rồi phía trước đây là những cái nhánh mạch máu nhỏ, thì những cái nhánh này là động mạch uốn trong, thông thường là nó sẽ chảy máu, những cái trường hợp chấn thương mà chảy máu thành phổi thì nó sẽ do cái tổn thương của cái động mạch này. Rồi tiếp tục ở phía sau, đây là khí quản, không phía sau và cạnh bên trái nó lệch ở bên trái cuộc sống, thì đây là khí quản. Những cái từ này tôi để nguyên là vì các chị sẽ phải nhớ, và để sau này mình đọc sách cho dễ, thì tôi sẽ có chú thích ở dưới đây mình chị đọc thêm. Rồi các tập tiếp theo thì mình sẽ thấy được cái đây là cái tĩnh mạch cuốn trong, kế bên đây là động mạch cuốn trong. Rồi những cái nhánh thì vẫn tiếp tục đi ngang như phía trên và thực quản ở đây. Lát cắt tiếp theo nữa thì mình sẽ thấy là cái chỗ vị trí hợp lưu của hai tĩnh mạch đổ vào cái tĩnh mạch cuốn trên, và các mạch máu thì vẫn không đổi. Rồi xuống đây thì mình sẽ cắt, lát cắt này là đến quai là mạch chủ, thì đây là cái tĩnh mạch cuốn trên, đây là quai là mạch chủ, khí quản, quản ở đây là cái tĩnh mạch đơn, và phía trước này là cái vùng trung thất trước, nó sẽ có cái vết mở. Thì cái này là phần là mô tiếp ức, mô tiếp ức cái cấu trúc tiếp ức này nó sẽ thay đổi theo tuổi, thì khi nhỏ thì tiếp ức nó có hình tứ giác và đậm độ, nó là đậm độ của mình, và càng lớn lên thì cái tiếp ức nó sẽ thoái hóa mở, và bên đây nó chỉ còn vài nốt nhỏ có cái đậm độ của mình bên trong, tức là cái phần gọi là phần mô tiếp ức còn lại chưa có thoái hóa mở hết. Rồi đến đây mình sẽ thấy được cái chỗ mà cái tĩnh mạch đơn, nó đổ vào đây là cái tĩnh mạch chủ trên. Rồi đến đây là những cái vùng này người ta gọi là vùng cửa sổ cái chủ, tức là cái khoảng nằm trên động mạch phổi và dưới cái quai mạch chủ thì gọi là cửa sổ cái chủ. Vị trí này thường hay được nhắc đến là vì các hạch tổn thương, hạch tử cung thấp nó hay có hạch ở vùng cửa sổ cái chủ. Rồi lát cắt mình đi tiếp tục tiếp theo là cái thân động mạch phổi ha. Thân động mạch phổi thì sẽ cho nhánh cái động mạch phổi bên trái và động mạch phổi phải. Rồi các nhánh động mạch phổi phải nó có thể chia ra ngay chỗ này, mình có thể thấy được cái thân trước. Thân trước tức là động mạch phổi phải nó sẽ có nhánh thân trước. Nhánh thân trước nó sẽ cho các nhánh vào phía trên, và sau đó là cái động mạch giang thùy đi xuống dưới sẽ cho các nhánh vào phía giữa và phía dưới. Thì ở đây có một cái cấu trúc lưu ý là nếu bạn nào đọc nhiều thì bạn sẽ thấy là ở cái vùng đây nó có cái ngắt các màng ngoài tim, thì mình hay đọc lẫn đây là một cái hạch trung thấp, nhưng mà mình lưu ý là cái này là nó có khác, là nó có hình ảnh len vào giữa hai cái mạch máu, nó tạo thành cái hình mũi nhọn ở đây thì đây là dịch, một ít dịch trong cái ngắt màng ngoài tim. Dịch này là dịch hoàn toàn sinh lý bình thường để tránh lầm lẫn với cái hạch ở đây. Hai vị trí này rất là hay gặp. Cái
cái đây là tĩnh mạch đơn. Tĩnh mạch đơn thì chỗ này người ta gọi là cái ngách, ngách tĩnh mạch đơn với thực quản, và chỗ này là thực quản, đây là ngách tĩnh mạch đơn. Lát cắt tiếp theo thì mình sẽ thấy được cái vẫn là cấu trúc mạch máu đó, đây là mạch chủ trên, và đây cái cấu trúc nó rõ ràng hơn ha. Thì ở đây mình sẽ thấy được các tĩnh mạch phổi, thì lát cắt mình sẽ thấy là có bốn tĩnh mạch phổi, thì bên phải hai và bên trái hai, và hai ở trên hai ở dưới. Vậy thì khi đáp từ trên xuống dưới thì mình sẽ thấy đây là tĩnh mạch phổi trên, tĩnh mạch phổi trên bên trái. Rồi lát cắt gần gần đến các vùng tim ha, mình sẽ bắt đầu thấy đây là cái các tĩnh mạch phổi bên này sẽ đổ vào nhĩ trái. Rồi đổ ở mắt trái đây. Rồi đây là cái nhĩ phải, khi tĩnh mạch chủ trên đổ vào nhĩ phải đây rồi. Thì bắt đầu đây là thất phải. Đây là cái từ cái gốc của cái động mạch chủ. Từ đây nó sẽ xuất phát, đây mình sẽ thấy được nhánh của mạch vành. Mạch vành đi về thất phải. Và các nhánh động mạch vành phải đi ra phía trước đây. Và các bộ tim như là nhĩ trái. Tại vị trí mà qua các vùng tim đó, mình nhớ có cái vị trí đây là giữa nhĩ và thấp ha, đây có van van ba lá, còn ở đây là có van hai lá ở đây. Và thỉnh thoảng trong những trường hợp mà bệnh nhân có cái thay van và mạch chủ, mình sẽ thấy cái vị trí của van và mạch chủ đó. Rồi cái lát cắt thấp hơn nữa mình sẽ thấy rõ được bốn vùng tim, thì thấp phải và nhĩ phải thì nó nằm ở phía trước ha, và bên trái thì nó nằm ở phía sau, đây là cái thấp tim thấp. Thì đó là xong cái phần trung thấp. Thì nhắc lại là để nhớ trung thấp rất là dễ, mình chỉ nhớ cái hình ảnh trên phổi đại thể, và khi mà lát cắt ngang thì mình sẽ hình dung trong đầu là các mạch máu, nhớ các mạch máu đi từ thứ tự từ phải sang trái, mình sẽ nhớ được cái cấu trúc của cái trung thấp rất là dễ. Và trung thấp, ngoài các mạch máu trung thấp thì mình nhớ là có các tĩnh mạch, và tĩnh mạch đơn ha, tĩnh mạch đơn, ngoài tĩnh mạch đơn thì có cái hai cái khí quản và thực quản, và còn lại là hầu hết đó là mở nên mở bao quanh trung thấp. Như vậy thì có tùy cái cấu trúc đậm độ mô màng nào nằm ở trong vùng trung thấp, mà không phải là loại trừ đó là mạch máu, thì đó là những cái tổn thương hoặc là hạch hoặc là khối tránh nhổ. Rồi bây giờ đến cái giải phẫu phân thủy phổi, thì cái này đối với người mới bắt đầu thì nó sẽ rất là rối, nhưng mà khi mà mình đi thực hành nhiều mình sẽ quen dần thì nó sẽ đỡ hơn. Thì cái quan trọng là khi mình xác định đó là phải xác định đúng thì cái này. Có thể phân thùy thì nó hơi lẫn lộn, nhưng mà đầu tiên hết mình sẽ xác định đúng cho thùy thùy nào. Thì bên phải thì có ba thùy, trên giữa dưới đúng không, bên trái thì có trên và dưới. Thì vậy đầu tiên là xác định được cảnh liên thùy ở đâu để xác định được cái thùy phổi nào là. Rồi bắt đầu từ cái thùy phổi đó, thì trong cái thùy phổi đó chẳng hạn thùy trên thì nó có cái phổi sai ba trên bên phải, thì bắt đầu mình phân thành 1, 2, 3. Thì nó dễ hơn là cái chị nhảy vô là cái này là phân thùy mấy ha, thì nó sẽ dễ bị lộn giữa thùy trên giữa thùy dưới. Và cách xác định cảnh liên thùy, nếu mà trên mặt phẳng ngang khó khăn thì mình cứ dựng hình lên, và trên mặt phẳng mà sai tô là đứng dọc đó, thì sẽ xác định rõ ràng là tổn thương được cái thùy nào. Đây là cái cách đó. Rồi tiếp theo khi xác định được thùy rồi thì mình phải nhớ là trong cái thùy đó nó có những cái phân thùy nào, phân thùy nào, rồi bắt đầu bên đi vào cái xác định phân thùy. Đây là cái cảnh liên thùy. Thì khi dựng hình lên thì bên bên phải thì sẽ thấy một cái cảnh chết và liên thùy lớn ha, đi từ trước ra sau như vậy. Rồi cái cảnh liên thùy bấy là nó sẽ đi ngang. Như vậy thì mình sẽ rất là dễ hình dung là khi mà trên những cái lát cắt ngang thì rãnh liên thùy lớn rất là dễ nhìn thấy, đúng không? Còn trong khi đó rãnh liên thùy bé có lát cắt thấy có khi không thấy,
Tại vì có khi nó cắt qua bản thân thì mình thấy một cái đường, nhưng mà có khi cắt phát qua thì mình thấy một cái dòng hình cung, còn có khi không có cắt qua luôn. Như vậy thì việc xác định bản thân thì lớn thì dễ hơn, đúng không? Còn muốn xác định bản thân thì bé thì tốt nhất là nên chụp hình lên, chụp hình trái đầu lên. Bên trái thì tương đối là dễ hơn, là tại vì nó chỉ có hai thùy thôi. Thì trên mặt cắt ngang mình xác định đâu là đỉnh liên thùy thì ở phía sau là thùy dưới và ở phía trước là thùy trên, là dễ. Rồi nhớ là giải phẫu một chút về các phân thùy phổi. Thì một số sách thì người ta thích dùng chữ, tức là người ta không có kêu số về phân về phổi phải nha, thì có thùy trên, thùy giữa và thùy dưới. Thì trên thì sẽ có ba phân thùy là 1, 2, 3. 1, 2, 3 thì cái trên đỉnh lúc nào đó là phân thùy 1. Thì ở đây những cái sách người ta thích dùng là dùng phân thùy đỉnh hoặc là phân thùy trước, phân thùy sau. Thì ở trên đỉnh là 1 và phía sau là 2, phía trước là 3. Rồi tiếp theo là thùy giữa thì có phân thùy trong và ngoài. Thì phía ngoài là 4 và phía trong là 5. Cứ nhớ là phân thùy 5 là ở trong rồi nó sát cái tim và phân thùy 5 bên phải, lát hồi bên trái thì nó sau. Rồi cái thùy dưới, đây là thùy dưới thì nó có một cái phân hẳn luôn ở phía trên. Phần trên cao của thùy dưới là phân thùy đỉnh, phân thùy trên. Phần trên tức là phân thùy 6, S6. Rồi phân thùy đáy tức là chia làm hai phần rõ ràng là phần trên và phần đáy. Về phần trên đó là 6, còn phần đáy nó lại gọi là từ 7 cho đến 10, 7, 8, 9, 10. Mình phải nhớ cái tổng quát trong đầu đã, rồi xong mình mới qua cái hình ảnh. Về phân thùy đáy thì mình sẽ có là đây dễ là đáy ha, đây là trên phân thùy đáy thì cỡ trong, nếu mà đi theo thứ tự và từ theo ngược chiều kim đồng hồ thì mình sẽ có phân thùy trong, rồi phân thùy trước, ngoài là sau. Nếu là phân thùy trong tức là trong nằm sát một cuộc sống đó, là 7 ha. Rồi bắt đầu ngược chiều kim đồng hồ đi ra phía trước đó là phía trước là 8, rồi phía ngoài nữa là 9, phía sau là 10. Như vậy là 2, 6, 10 là ở phía sau, đúng không? Thì xác định là phục thùy trên, cái này mình xác định là trên mặt cắt, trên mặt cắt dựng hình mình xác định là tổn thương nó thuộc thùy trên. Rồi thùy trên là bây giờ nó nằm ở đâu, ở trên cao hay là ở phần thấp của thùy trên? Ở trên cao thì nó chỉ có một, như vậy nếu mà thấp xuống dưới thì nó là có 2 với 3, thì 2 nó nằm phía sau và 3 nằm phía trước, thì rất là dễ. Thì xác định thùy xong mình xác định phân thùy ha. Rồi nếu mà xác định nó là phần thùy giữa thì dễ hơn nữa, giữa thì chỉ có 2 cái thôi, 1 cái 4 và cái 5. Vậy cái nào gần tim thì 5, cái 4 thì nằm ở phía ngoài, đó là bên phải. Rồi cái vùng xác định nó thuộc thùy dưới mà nó nằm ở phần cao của thùy dưới thì đó là 6. Rồi nếu phần thấp của thùy dưới thì nó sẽ cứ sát cuộc sống là 7, phía trước là 8, phía ngoài là 9 và phía sau là 10. Như vậy ở cái phân thùy sau thì chỉ có 2, 6, 10 thôi, đúng không? Cái phân thùy sau từ trên xuống dưới là có 2, là 6, là 10 ở phía sau thôi. Còn bên trái thì chia thùy nó dễ, là có thùy trên với thùy dưới thôi. Và bên trái thì nó có 2 cái gộp chung với nhau là 1, 2 với 7, 8 gộp lại. 1, 2 là người ta gọi chung là phân thùy đỉnh sau, cái màu vàng đây. Thì vậy thì càng dễ, đúng không? Khi mà mình lắp cắt ở trên cao thì nó là 1, 2 thôi. Lắp cắt thấp của thùy trên thì là có cái 3 ở phía trước và phía sau là 1, 2. Rồi nếu mà xác định nó nằm cạnh tim thì nó có thùy lưỡi. Thì thùy lưỡi là một cái nhánh của thùy trên thôi, nó vẫn thuộc thùy trên. Và nó là phân thùy S4-S5. Nhưng mà S4-S5 này thì đó là 5 ở phía trước, 4 ở phía sau, 5 ha. Rồi thùy dưới thì tương tự như bên kia. Thì chỉ có là 7-8 là gộp chung với nhau, tức là phía trong với phía trước là nó gộp chung với nhau. Thì có 7-8 là chung, rồi 9 là ở phía ngoài, 10 là ở phía sau. Thì đó là mình nhớ một cách tổng quát như vậy thì vô mình nó dễ hình dung hơn. Thì cái này là cái giải phẫu đại thể mà người ta vừa có cái tên gọi ha,
phân hủy đỉnh, phân hủy sau, phân hủy trước và gắn với cái số luôn. Thì mình chỉ nên nhớ số cho nó dễ ha, còn mấy nhớ cái chữ này thì thật ra cái tên gọi thì giúp mình khi mình gọi tên lên thì mình sẽ hình dung được cái nào ở đâu. Ví dụ như là người ta nói là phân hủy đỉnh là mình biết đồ ở phía trên, còn phân hủy đáy là biết ở phía dưới ha. Đáy trước, đáy trong là 7, và đáy trước là 8, đáy ngoài là 9 và đáy sau là 10. Thì tùy theo cái thói quen sử dụng thôi ha. Thì mình nên nhớ số thì nó thấy nó dễ, tôi nói là dễ hơn. Rồi sẽ đi vào từng lát cắt một ha. Thì nhớ đại thể là lát cắt một thì tỉnh lên xuống như đã nói, thì đây là một cái hay là một hai. Rồi cái chỗ này thì rất là nhiều người thắc mắc là không biết là nam giới đâu là giữa 1 với 3. Thì người ta theo cái tài liệu này thì người ta chia thành 3 vùng ha, trước cái giữa sau. Thì ở đây đương nhiên là ở đây là cái đang cũng hoàn toàn từ trên này ha. Thì 1/3 trước đây là S3, ở giữa đây là S1 và bên phía sau là S2. Phân chia một cách tương đối và chính xác nhất là mình phải nhìn cái chấm kết quả đi vào phân hủy máy. Bên đây tương tự như vậy ha, S1 và phía sau là S12. Xin lỗi, cái này là S3 chứ không phải là S1 các chị nha. Thì ghi nhầm, cái này là S3 là phía trước, còn cái phía sau này là 1/2. Thì cứ chia tương đối 1/3 đi. Ở đây thì ngang cái cây ngang ha, cái cách đây là ngang trước cái chỗ mà chia đôi của cái quạt. Thì ở phía trước là có phân hủy S3, ở phía sau này là S6, bên trái tương tự. Cái này chia tương đối là 2 chia bằng 2, tức là không phải chia 2 mà chia theo cái bờ của cái carina, bờ sau carina. Rồi ở đây người ta cũng chia thành 3 vùng, 1/3 trước và 2/3 sau. Thì 1/3 trước là nó thuộc thì giữa ở đây ha. Thì có bên 5 là phía trong, 4 ở phía ngoài ha. Đây là 5 và đây là 4. Rồi ở phía 2/3 sau á, tức là đây là 1/3, 2/3 sau người ta lại chia thành 3 vùng nữa cho dễ hình dung. Thì cứ từ trước ra sau là 8, 9, 10, phía 7 ở phía trong. Cái này là những cái mà người ta giúp cho mình dễ nhớ thôi. Thì khi phân chia là xác định là nên dựng cái mặt phẳng lên là nhìn theo cái nét các bạn. Đây là một cái hình người ta tô màu lên rồi cho mình về mình học cho nó dễ. Thì mình tham khảo thêm. Rồi giải phẫu về cái cây phế quản thì trên thực tế thì khi mình xác định phân hủy phổi là mình dựa vào những cái mốc tương đối đó rồi. Còn cái nhánh phân chia các vi cụ thể và cái nhánh cây phế quản này thì mình cũng nên biết qua để khi mà chẳng hạn như là có cái tổn thương nhánh chỗ nó gây bắt cái nhánh phế quản của phân hủy nào đó thì mình xác định được nó của phân hủy nào. Thì cái giải phẫu về cây khí quản hả, chia thành phế quản góc bên phải và phế quản góc bên trái. Thì cái đặc điểm của phế quản góc bên phải thì nó nằm dốc hơn, tức là nằm gần giữa hơn. Thì như vậy thì khi dị vật đường thở thì nó dễ rơi vào cái phế quản góc bên phải hơn ha. Rồi từ phế quản góc bên phải bắt đầu nó chia nhánh này là nhánh vào phía trên, nó chia hơi cao ha. Nhánh phía trên bên phải nó sẽ chia sớm hơn là so với bên trái ha. Một đoạn ra đến khoảng chừng 1-25 cm, cách carina 1-25 cm là nó đã chia rồi. Thì chia đây và nhánh vào đi phía đi lên trên là phân hủy vào cái nhánh B1. Với cái nhánh phế quản thì người ta sẽ ký hiệu chữ B, tức là B1 là nhánh đi lên trên, và nhánh mà đi lên phía sau là B2, và nhánh đi lên phía trước là B3. Rồi nhánh tiếp theo đây là cái phế quản trung gian. Nhánh phế quản trung gian thì mình phải nhớ cái này rồi. Và khi mình thấy xẹt
Khi mà tắt cái nhóm cái đoạn trung gian đây thì cũng sẽ có sẹo cả hai phần luôn, là phía giữa và phía dưới. Từ nhánh cái đoạn trung gian này nó sẽ chia ra các nhánh vào phía giữa như là bốn, năm, rồi các nhánh còn lại thì nó sẽ chia ra cái phía dưới. Thì bên trái cũng vậy, nhưng mà nó có cái nhánh phía trên nó chia rất là trễ, nhưng mà nó đi rất ngắn, thì sau đó nó sẽ chia liền thành cái nhánh vào các phân vị 1, 2, 3 và cái nhánh phân vị đuổi. Thì đuổi đây và cái quản thì dưới đây. Về trên hình cắt ngang thì mình sẽ nhìn là các nhánh phế quản ở vùng đỉnh thì có cái nhánh B1 hai bên đây, các nhánh phế quản. Thường là mình chỉ coi được đến đây thôi, thì vì đi ra về xa thì các nhánh phế quản nếu không giãn thì sẽ không thấy được. Thì khi nha thi thấy được cái nhánh phế quản như vậy thì mấy chị đừng có đọc là giãn phế quản hay gì, đó là bình thường. Tại vì đường kính của nó so với cái mạch máu đi kèm thì nó bằng hoặc nhỏ hơn. Còn khi mà nó lớn hơn 1,5 lần đó, thì mình mới đọc là giãn phế quản. Rồi tại chỗ chia carina thì mình sẽ thấy được cái nhánh đi ra phía trước là nhánh B3, B là ký hiệu của nhánh phế quản. Rồi các nhánh đi ra phía sau này là cái nhánh B1, B2, B3. Đây là cái nhánh phân chia vào cái phía giữa, thì bên đi vào phía sát của tim hay cái nhánh kia thì nhánh là nhánh B5. Nó tương tự, tại vì cái bản chất của các phân vị phổi là các nhánh phế quản và động mạch phổi nó sẽ đi vào trung tâm của cái phân vị đó. Thì như vậy mình thấy cái nhánh này đi vào đây, nếu tổn thương thằng tay nhìn cái nhánh phế quản mình cũng biết nó là phân vị mấy ha. Tương tự như vậy ở dưới ha, cái này mục đích là cho mấy chị thấy được các nhánh phế quản vô từng phân vị và mình nhớ luôn được các cái phân vị đó là phân vị ha. Ở dưới thì đây là cái phân vị B6 ha, nhánh B là nhánh cái phế quản phía dưới. Thì nhánh B6, B7 thì nó đi sát đi vào phía trong và đi vào cả cột sống. Ở dưới đây là tại gốc là cái nhánh trước thành được chiều kim đồng hồ thì là 8, 9, 10 ha, từ trước ra sau. Rồi một cái nữa là cần phải nhớ thành trung thất thì khá là nhiều, là sẽ đi qua một lần đi, rồi lát nữa thì tôi sẽ tóm lại để các anh chị dễ nhớ. Thì bây giờ đối với những cái trường hợp ung thư phổi thì mình phải đọc và tập trung nhớ, đó là bắt buộc. Còn những cái trường hợp mà nghĩ là thành viêm hay gì thôi thì mình trả lời là nó thành thử theo vị trí giải phẫu cũng được, trước khí quản gì đó. Nhưng mà khi mà đánh giá giai đoạn ung thư phổi thì mình phải đọc thành theo nhóm. Thì như vậy thì thành nhóm 1 là những cái nhóm thành trên đòn, trên thẩm mức ở trên đòn. À, đây là cái thẩm mức ở đây, lấy giới hạn và xương đòn trở lên. Đây là thành cổ cao là nhóm 1. Thành này cũng hay, nhóm này hay gặp. Nhóm thứ hai là nhóm thạch trước khí quản, thạch trước khí quản 2R là bên phải, 2L bên trái là cái mốc để phân chia phải trái, là lấy cái bờ trái của khí quản chứ không phải là lấy cái chính giữa, lấy cái bờ trái ha, lấy bờ trái khí quản. Và cái giới hạn dưới của thạch nhóm 2 là lấy ngay cái quai động chủ. Như vậy trước khí quản cao trên quai đó là nhóm 2, và trước khí quản thấp tức là từ dưới bờ dưới cái quai động mạch chủ trở xuống tới carina là thạch nhóm 4. Rồi thạch nhóm 4 người ta cũng chia thành 4R 4L dựa vào cái bờ trái khí quản. Tiếp theo là đến cửa sổ phế chủ. Cái chỗ cửa sổ phế chủ là cái khoảng này, khoảng dưới bờ dưới của quai động mạch chủ cho đến cái bờ trên của động mạch phổi thì có nhóm 5 và nhóm 6. Thì nhóm 5 ở trong và nhóm 6 ở ngoài. Như vậy thì nhóm 5 là nằm ở lấy cái trên mặt cắt ngang và lấy cái bờ ngoài của hai cái động mạch, bờ ngoài của động mạch chủ lên và chủ xuống, thì nó nằm ở phía ngoài đó là nhóm 6. Còn nó nằm trong cái khoảng ngay dưới của cái quai động mạch chủ là nhóm 5. Rồi đi tiếp theo đi xuống dưới nữa là ngay tại chỗ chia, ngay là vị trí chỗ chia luôn là nhóm 7.
và thấp xuống hơn nữa là có nhóm 8. Nhóm 8 là ngay cạnh thực quản luôn, cạnh cái thực quản luôn là nhóm 8, cạnh thực quản nhưng mà dưới cái trụ chiên, dưới trụ chiên. Thì cái nhóm 9 là nhóm cạnh thực quản nhưng mà nằm sát vào nhu mô phổi, nó thuộc về cái nhóm hạch trong dây chằng phổi rồi sẽ nằm sát vào nhu mô phổi. Và nhóm 10 là nhóm ngay vị trí trống phổi, trống phổi tức là ngay cái phế quản gốc đi ra. Còn cái khi mà đi nhóm ngay đốt phổi, cạnh đốt phổi nhưng mà đi vào các cạnh các động mạch phân thùy á, động mạch thùy trên hoặc là cái động mạch gian thùy ở đây á, thì là nhóm 11. Rồi những cái nhóm mà hạch ở trong phổi là có hạch 12, 13, 14 là những cái hạch nó nằm rải rác trong nhu mô phổi. Là những cái nhóm hạch 12 thì ở cái đi theo cái động mạch của thùy và phân thùy. Còn những cái nhóm 14 là hạch trong nhu mô phổi luôn, tức là hạch của các nhánh cạnh cái động mạch của hạ phân thùy luôn. Thì những cái nhóm hạch từ 12 đến 14 thì mình không có phân biệt được với lại những cái nốt phổi tổn thương, chỉ có đặc điểm gợi ý là nó nằm sát ngay cạnh động mạch phổi, ngay nhánh động mạch phổi luôn. Những cái tổn thương mà dạng cấu trúc dạng nốt mà nằm ngay sát cạnh động mạch luôn thì mình nghĩ đó là nốt phổi thì không phân biệt được. Nhưng mà thực tế ra thì những cái nhóm hạch mình hay gặp là dễ nhớ là nhóm 1, nhóm 2, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6, nhóm 7. Đây là những cái nhóm hạch và nhóm hạch giống nhóm 10 thì hạch trống phổi 10, có thể sâu hơn chút là 10, 11 thôi. Còn những cái nhóm hạch khác của thì nó là rất dọc thì phải nhớ những cái nhóm hạch đó. Đây là cái hình về hạch nhóm 3, để định tôi nói đến hạch nhóm 3 là người ta nói rằng có những cái hạch nhỏ trong trung thất mà mình trên cái CT ngực bình thường có thể thấy được là hạch nhóm 2, nhóm 4 và hạch nhóm 5. Còn hạch nhóm 3 mà thấy là bất thường, hạch nhóm 3 bình thường mà không thấy là hạch nhóm 3 thấy là bất thường. Thì hạch nhóm 3 thì mình có 3 A. A là viết tắt của từ động mạch, tức là artery, thì nó sẽ nằm trước của cái động mạch chủ luôn, tức là nằm trong trung thất trước, nằm trong trung thất trước. Còn nhóm hạch 3 B là ngay trước cột sống, tức là nó nằm ngay cạnh ở phần cao nha, còn tới ở phần dưới mà cạnh thực quản ở phần dưới là nhóm 8, nhóm 9 rồi. À, cạnh thực quản trước cột sống ở phần cao thì là nhóm 3 B. Rồi bây giờ cái hình ảnh cái theo cái trục từ trên xuống dưới là hình minh họa lại thôi. Thì quên mình sẽ mở ra được. Đây là nhóm 1. Nhóm 2 là từ cái dưới xương đòn ha, cho đến bờ trên qua mặt trụ. Xong rồi đến nhóm 4 là từ bờ trên quai đến cavina. Rồi nhóm 7 là ngay tại cavina. Rồi nhóm 10 là ngay hạch trống phổi, 10, 11. 11 thì nằm sâu hơn, còn 10 là nằm ngay tại trống phổi luôn, 10, 11. Và đi xuống dưới cạnh cái thực quản thấp ở dưới thì nó đến 8, 9. Rồi bây giờ nhìn ở trên mình mặt cắt ngang thì làm sao xác định được cái hạch ở nhóm nào? Thì nhóm 3 là đây trung thất trước ha, 3 B là trước khí quản, trước cột sống, nhóm 3 A là trung thất trước. Bây giờ phân biệt giữa nhóm 5 và nhóm 6, nhóm 4, 5, 6 là 4 là cạnh khí quản, cạnh trái khí quản nhưng mà vẫn còn nằm ở so với cái bờ trong của cái quai động mạch chủ thì nó nằm ở phía trong. Nhóm 6 thì nằm thẳng ra ở phía bờ ngoài luôn. Còn nhóm 5 là mình thấy cái ranh giới là cái bờ ngoài, kẽ cái bờ ngoài nó nằm ở bên phía trong đây. Rồi cái nhóm 10, nhóm 11 là như vậy. Nhóm 10 là nằm ngay tại cái động mạch phổi gót luôn. Còn nhóm 11 thì nó cạnh cái các chánh chia của cái động mạch phổi, thì nhánh động mạch gian thùy, nhánh thân trước cho thị trên, xong rồi đến động mạch gian thùy được cho thị dưới, thì là nhóm 11. Là hai cái nhóm hạch này là đúng là rất là thường gặp. Rồi
rồi giải phẫu của động mạch phổi, cái này nói qua cho biết thôi, trong cái phần trong cái phần thuyên tắc phổi thì mình sẽ đọc lại. Về động mạch phổi thì bên phải sẽ có nhánh tia thân trước và động mạch nhân kỳ là hai nhánh chính. Thân trước thì sẽ cho các nhánh A1, A2, A3. Thì cái cách gọi tên của cái động mạch phổi nó cũng đi theo cái thân kỳ luôn. Tại vì nó cũng đi vào trung tâm. Thì mình ký hiệu là chữ A là vì A là động mạch A1, A2, A3. Và chỉ nhớ là cái nhánh mà đi vào phía trên thì nó là gọi là thân trước động mạch cho phía trên. Nhắc lại đây là động mạch phổi, không phải là động mạch phế quản. Động mạch phế quản là những cái động mạch mà xuất phát trực tiếp từ các động mạch chủ ngực. Động mạch thì phổi thì nó sẽ có hai nguồn nuôi từ động mạch phổi và động mạch phế quản. Nên mấy bạn lưu ý cho mấy bạn đọc phim là hay đọc động mạch phế quản, huyết khối động mạch phế quản là sai, là động mạch phổi. Động mạch phổi nhánh nào mình xác định được nhánh nào thì mình ghi, ví dụ như nhánh A1, A2, A3. Hoặc là mình không xác định được nhánh nào thì mình cứ ghi là nhánh, các nhánh vào phân thì mấy cũng được. Thì là nhánh thân trên và nhánh này động mạch, các bạn đây là động mạch gian thùy. Động mạch gian thùy sau khi nó cho nhánh A6 xong thì nó sẽ có cái thân đáy, là động mạch đi vào phía dưới và thân đáy. Cái này nó mở, thì bên trái cũng tương tự vậy ha. Rồi bây giờ qua cái phần tiếp theo, cái đoạn cái phần giải phẫu con đã hết một tiếng hồ rồi. Rồi cái bước đọc thì dễ thôi. Bây giờ mình sẽ khi mà mình mở phim lên thì mình mở hai cái cửa sổ song song với nhau, một cái cửa sổ mô mềm và một cửa sổ vi mô, cho chạy song song và đọc từ trên xuống dưới. Thì đánh giá bắt đầu là trên cửa sổ lúc mất thì mình sẽ đánh giá tùy ha, giống như cái bạn đọc khách quan thì mình sẽ có cái thói quen đọc từ ngoài vào trong hoặc là từ trung tâm ra ngoài thì tùy. Thì ở trên đây cũng tương tự như vậy, trên cửa sổ trung thấp mình sẽ đọc cái gì, đọc trung thấp trước cũng được, đọc trung thấp xong đến như mô phổi, đến màng phổi và đến mô mềm ha. Thì để hai cửa sổ song song với nhau và đọc từ trên xuống dưới. Rồi cửa sổ xương, mở cửa sổ xương khi cần thiết, tức là khi có nghi ngờ ung thư xương hoặc là trong những trường hợp mà đánh giá ung thư, một cái ung thư nơi khác di căn đến phổi hoặc là ung thư phổi thì mở cửa sổ xương là bắt buộc, bắt buộc khi mà đọc và đọc phim, chứ không cần phải nghi ngờ ung thư xương thì mới mở cửa sổ xương. Thì cái chuyện mà tiêm thuốc hay không tiêm thuốc đó, đối với một số bệnh viện đó, thì bác sĩ không phải là ngồi cái chuyện ngồi tâm cái chuyện tiêm thuốc hay không tiêm thuốc, nhưng mà một số nơi thì mình bắt buộc phải quyết định tại thời điểm đó là có tiêm thuốc hay không. Thì mình xem lại cái chỉ định tiêm thuốc khi nào đã nói ở phần đầu rồi ha. Tức là khi mình nhìn cái quyết định là có tiêm thuốc hay không, là nhất là phổi có tổn thương hay không, cho cái hình không thuốc nè, mình thấy vô mô phổi bình thường thì hầu như là không tiêm thuốc. Rồi cái chỉ định tiếp theo là mình nhìn là nhìn cái trung thấp. Như vậy thì quay lại là mình phải tập coi cái trên cái cửa sổ phim không thuốc, không tiêm thuốc cảm quan đó, đâu là mạch máu bình thường. Thì chỉnh cửa sổ lại mình coi đâu là mạch máu bình thường. Thì nếu ngoài cái cấu trúc mạch máu bình thường có cái gì đó không rõ ràng, không phân biệt được đó là mạch máu hay là tổn thương thì đó là có chỉ định tiêm thuốc. Thì mình khi mà kiểu như hỏi mình có tiêm thuốc hay không thì mình quyết định tiêm thuốc là mình phải có lý do, có lý do là tiêm thuốc hay không tiêm thuốc. Và cái thứ hai là mình sẽ dựa vào chẩn đoán lâm sàng. Nếu lâm sàng ta có những chẩn đoán bất thường gì về trung thất và càng những câu hỏi thì lúc đó mình cho chỉ định tiêm thuốc. Rồi trên cửa sổ trung thất từ trên xuống dưới thì mình đánh giá tuyến giáp. Tuyến giáp được rồi đúng không? Trên giải phẫu này mình đã nói rồi. Ở đây thì tôi theo thứ tự từ ngoài vào trong. Thì đó là tiếp theo là thành ngực, mô mềm. Mô mềm ở đây lưu ý là phải coi tuyến vú ở bệnh nhân nữ. Rất là nhiều trường hợp mình sẽ phát hiện được cái ung thư vú trên cái hình CT. Và khi mà coi tuyến vú thì mình sẽ coi luôn cái hạch nách, ngay cái hai hạch nách hai bên hạch nách. Rồi đến màng phổi, trường hợp trong màng phổi thì có đèn màng phổi, đúng không? Màng phổi tràn dịch, tràn khí, trên đó trên cửa sổ trung thất thì mình hay tràn dịch hoặc tràn máu màng phổi thôi. Đến các buồng tim, các buồng tim có giãn hay không, rồi có tràn dịch màng tim hay không, hoặc là có đóng phôi hóa các nhánh bạch vật không.
tại vì thông thường trong cái phẫu thuật mình chụp cũng không để ý bạch cầu, nhưng mà đối với những cái khoa mà phẫu thuật mạch máu á, khi mà người ta chụp CT ngực, đối với những trường hợp mà có bệnh lý của động mạch chủ á, thì người ta sẽ quan tâm đến việc là có phôi của động mạch vành hay không, và nếu có thì mình phải ghi nhận luôn. Rồi mạch máu, các mạch máu lớn ha, có bất thường mạch máu không? Thông thường là hẹp và do huyết khối trong lòng. Bệnh lý thứ hai là phình, thứ ba là ốc tắc, rồi nhóm chấn thương tim ha. Rồi trung thất thì coi có hạch thì là hạch trung thất hay không, hoặc là có một cái khối giãn chỗ nằm ở trung thất hay không, và đó là cái trên cửa sổ trung thất. Và luôn luôn để hai cửa sổ trung thất với lại nhu mô để mình so sánh hai bên khi có cái tổn thương nhu mô phổi. Thì đây là một số cái hình bên ngoài để các chị hiểu thêm về cái cửa sổ trung thất. Thì cửa sổ trung thất bên chị có thấy bất thường gì hay là dịch màng tim? Dịch màng tim. Đây là có thể có hình là mặt cứu lên và có bóc tách ha, có chạy dịch màng phổi hai bên. Rồi đây có gì? Đây là nguồn nhiễm cái gì? Hai. Cửa sổ với chủ. Đây là hạch nhóm 5, hạch này là hạch nhóm 4 ha. Ở ngoài đây có hạch, đây là hạch nhóm 6. Rồi phát hiện những cái khối bất thường ở trên đó. Cái này là ngoài cấu trúc, này là cấu trúc chán chỗ rồi ha. Ở khoang trung thất trước bình thường là nó chỉ có mở hoặc là một cái mô tuyến ức bình thường hơn. Nên cái bài tuyến ức á, cái bài u tuyến ức thì không biết này, trong cái bài bệnh lý trung thất thì nó sẽ có cái phần là cái tuyến ức bình thường như thế nào khi nào mình gặp, và u tuyến ức thì cái đó là phần bệnh lý trung thất. Thì mình nếu mà ngoài cái cấu trúc đó mà có cái cấu trúc đặc trụ khác đi thì đó là một cái tổn thương hay là một cái khối cái chỗ trung thất trước ha, vừa có đặc độ này là đặc độ gì, đặc độ voi nè, đặc độ vỗ mô mô đặc, và bên trong này có cái đặc độ thấp như này. Thấp này thì mình muốn xác định đó là mỡ hay là khí thì là mình sẽ đo đúng không, thì mình sẽ đo đo thì khi mà đặc độ nó từ 60 đến 100 thì nó là mỡ, còn hoặc là mình chỉ vào cửa sổ phổi thì mình sẽ thấy là cái mỡ này nó sẽ xám đi nha, là cái một cái khu ngoái teratom ở trên phía trước. Còn ở đây là gì, tổn thương của nhu mô phổi, hay là cái nốt phổi mà có đóng phôi dạng gì bóp không ha, dạng bóp không trong cái một cái u mô thường hay là tâm. Rồi còn đánh giá được cái màng phổi đúng không? Đây là tràn dịch màng phổi. Đây là cái nhu mô phổi, vùng phổi xẹt. Thì khi mà có tràn dịch màng phổi, các chị lưu ý thêm là nhìn coi cái màng phổi nó có dày lên không? Đây là cái màng phổi bình thường, đây là cái màng phổi dày, dạng nốt. Thì khi mà tràn dịch màng phổi, thứ nhất là bệnh nhân lớn tuổi tràn dịch một bên lượng nhiều kẹt dày màng phổi thì phải nghĩ đến cái tràn dịch màng phổi ác tính. Thì cái phản xạ tự nhiên là mình phải nhìn coi phổi này là phổi xẹp thụ động hay là xẹp do u ha. Thì đó là bắt buộc rồi, thì xẹp phổi thụ động thì đây là một cái vùng phổi xẹp mà mật độ tăng, mật độ rất là đồng nhất. Còn những cái chỗ nào mà mình thấy bên trong nó có cái mật độ kém hơn vùng phổi xẹp thì lúc đó bắt buộc phải nghi ngờ. Và nghi ngờ thì lúc đó mình sẽ lần theo cái nhánh phế quản đó, như hồi nãy đã cho mấy chị thấy nhánh phế quản bình thường đó, cái khối mà xẹp nó co mình từ trung tâm thì mình thấy dấu hiệu gợi ý là một cái tổn thương nó có hiệu ứng chống chỗ là một, cái thứ hai là nó sẽ đập độ nó thấp hơn cái vùng phổi xẹp, và cái thứ ba là nó có tắc nghẽn cái nhánh phế quản. Khi mà một cái tổn thương hình ảnh cắt cục thì đó là gợi ý một cái tổn thương xẹp phổi do ung thư. Rồi trên hình này, trên cửa sổ trung thất mình cũng thấy cái xương bất thường. Đây là cái xương sườn bình thường và đây là cái xương sườn bất thường. Thì trong trường hợp này khi nghi ngờ bị xương thì mình phải mở cửa sổ xương và coi có chính xác đó là có hủy xương hay không, và có hủy xương ở những xương khác nữa hay không. Chúng phải đọc tới đây những cái hủy xương mà chấm hết.
đây cửa sổ xương. Thì cửa sổ xương tại đây ta thấy là một cái hình minh họa thủy xương rất là tinh tế, mà mấy chị sẽ không phát hiện được trên cái cửa sổ xương hấp đâu. Mình trên cửa sổ xương mình thấy đây là cái bờ xương liên tục, còn đây là nó dán đoạn và đánh đến những ổ thủy xương ở trong. Thì cái này chỉ có cửa sổ xương mới chị mới thấy được một cái u gì mà ở những phổi mà gây bị xương của chị, cái tên riêng u Benkos ha. Rồi cửa sổ phổi mình sẽ đánh giá được tổn xương của mô phổi chắc chắn rồi, tại vì đây là cửa sổ để chính để khảo sát cho mô phổi, tổn thương khí phế quản và tìm khí bất thường. Cho nên học bài này xong rồi đi lâm sàng đừng có ai hỏi tôi là tìm khí tràn khí mạch phổi là nhìn lên cửa sổ nào nha. Tại vì tìm khí thì bắt buộc phải tìm lên cái cửa sổ mà có khí, thì đây là tìm khí tràn khí mạch phổi và tràn khí đông mắt ha. Tại vì cái câu hỏi này rất là nhiều người hỏi thì mình phải quan sát. Thì tại nãy như đó mình coi trong cửa sổ đông mắt nó khí mở như gì đó mà nó đen hết trơn rồi làm sao mà mình tìm khí bất thường được, như vậy thì chỉ có tìm cửa sổ phổi thôi ha. Rồi khi mà nhìn qua hết thì cái đây là cái form chung của phong cả tất cả các tổn thương ở cơ quan khác chứ không riêng gì phổi. Thì bao giờ đầu tiên mình phải làm vị trí đúng không, cái tổn thương nó nằm ở đâu thì muốn biết vị trí thì phải học giải phẫu. Cho nên là cái bài học đầu tiên bao giờ cũng phải là một giải phẫu để mô tả vị trí cho nó chính xác. Cái thứ hai là kích thước mình nhẹ được bờ không có bên trong, thì những cái này là cái chỗ nào mình cũng mô tả trong khi gian với nhau rồi ha. Rồi. Rồi ngoài ra sau khi mã thì cái cách mã tổn thương là vị trí đã xong rồi, đặc điểm của bản thân cái khối đó, bản thân cái khối đó nó có đặc điểm gì, kích thước hình dạng đường bờ mật độ đúng không. Rồi sau đó là mình mới mô tả những cái gì xung quanh nó, ví dụ như là con kéo hay là chèn ép hay là xâm lấn có kích xung quanh. Đó là một cái form chung để mô tả để sau này các chị khi thực hành hay là bất cứ cái những cái môn khác hay là cái bộ phận khác thì mình đều thống nhất chung một cái cách mô tả như vậy đó nha. Mình sẽ tả một cách lộn xộn ha, lúc thì tả vị trí xong rồi con kéo lên rồi xong rồi quay lại cái thứ đường bờ thì nó không có logic. Rồi thì kết luận lại là phải đọc phim thì phải có một cái trình tự nhất định, không ai ép phải đọc như thế nào hết, nhưng mà bản thân mình đọc lên là người ta biết mình là cái người đang tư duy có trình tự hay không. Thì tự nhiên mình nhảy vô mình đọc lát thì mình đọc phổi, thì lát nữa khi mình nhảy ra mình đọc cái xương, rồi lát nữa mình quay lại đọc trung thất, là như vậy là tư duy lộn xộn ha. Rồi mình thấy mô tả là biết là người đó là đó có sắp xếp được hay không. Rồi cái thứ hai là lưu ý là một cái tổn thương thì nó sẽ có thể gặp trong nhiều bệnh lý khác nhau. Như mình học là mình sẽ học xuôi hoặc mình học ngược lại. Chẳng hạn như một cái đơn giản là chẳng hạn người ta nói là trong phù phổi cấp thì có dấu hiệu cánh bướm đúng không, là tổn thương phế nang lan tỏa ở vùng rốn phổi hai bên là phù phổi cấp. Nhưng mà mình phải học ngược lại là cái hình cánh bướm đó nó còn gặp trong những cái bệnh lý nào khác nữa, thì nó sẽ có một nhóm bệnh lý. Và như vậy thì để phân biệt các nhóm bệnh lý đó với nhau thì mình cần tìm thêm dấu hiệu gì nữa đúng không. Như vậy thì bài học quay lại là mình phải tìm ra hết tất cả những cái bất thường mình thấy được và mình gom những cái bất thường mình thấy được thành một cái bệnh lý ha. Còn một khi không gom được thì bắt buộc phải mô tả thôi, đó là vậy. Chứ không phải là mình học xuôi là mình học là người ta dạy mình là hình ảnh phù phổi cấp là có hình cánh bướm hai bên, bữa sau mình thấy cánh bướm hai bên chảy vô đó là phù phổi cấp chấm hết, như vậy là không đúng ha. Mình học là học xuôi học ngược, một dấu hiệu có nhiều bệnh lý, một bệnh lý thì nó cũng có nhiều dấu hiệu nữa ngoài dấu hiệu thấy được. Đó là cái nguyên tắc chung học tất cả những cái bệnh lý khác chứ không riêng gì ở phổi này không, và kết hợp thêm những cái dữ liệu khác về tuổi, về triệu chứng lâm sàng và đấy là thu hẹp chẩn đoán. Và vậy là đã xong ha. Thì hy vọng là sau bài này thì các chị sẽ tập trường tiếp quan xin liên hệ bệnh viện.